Thao tác đầu tiên sẽ là mở cửa máy giặt kiểm tra xem có vật dụng nào bên trong hay không, rồi chuẩn bị đồ giặt. Các bạn không nên gấp quá gọn đồ giặt như thế này, hoặc là cuộn một đống rồi nhét vào. Nó sẽ bị vón vào một góc trong lồng giặt, khi quay nó sẽ bị lệch tâm và rung lắc hơn. Đối với quần áo mới, bạn nên giặt riêng bởi vì quần áo mới sẽ có xu hướng phai màu nhiều hơn. Đồ trắng, đồ đen giặt riêng và tất cả các quần áo lên lộn từ trong ra ngoài, kéo khóa kim loại nếu có và rũ tơi nó ra cho vào trong lồng giặt. Trước khi cho vào các bạn đừng quên kiểm tra các túi quần áo. Tôi gặp rất nhiều những khách hàng mà họ để quên cả bật lửa rồi là kẹp tóc rồi là sim chọc điện thoại. Quá trình giặt nó sẽ có thể gây ra cái hiện tượng rách đồ giặt. Sau khi cho quần áo xong thì các bạn sẽ đổ hóa chất tẩy rửa bao gồm xà phòng và comfort. Trong cái máng xà phòng nó có 3 khoang, khoang chính giữa là để chất tẩy rửa, khoang phụ màu xanh là để comfort và khoang phụ này là để chứa trong trường hợp giặt sơ. Máy giặt lồng ngang sử dụng xà phòng ít bọt. Nếu bạn sử dụng bột giặt tay hoặc là nước giặt dành cho máy giặt lồng đứng, nó sẽ tạo nhiều bọt dành máy lênh láng khắp các bộ phận bẩn, vừa gây vệ sinh mà vừa ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật của máy. Nếu sử dụng bột giặt, các bạn lật cái lá chắn này lên, còn nếu sử dụng nước giặt, các bạn úp cái lá chắn này xuống. Nước sẽ xối cái hóa chất tẩy rửa trong giai đoạn giặt chính. Dòng máy giặt cao cấp này nó không xối thẳng vào trong lồng giặt. Rất nhiều máy giặt trên thị trường là nó xối thẳng cái nước xà phòng vào quần áo ở trong lồng. Như vậy là cái hóa chất nó bị đọng vũng, nó sẽ bạc màu không đều. Còn dòng này nó sẽ chuyển xuống một cái chạm trộn ở đây. Nó đánh tan xà phòng với nước rồi mới bơm vào trong lồng giặt, giúp phát huy hết hiệu quả của xà phòng. Xà phòng dễ ngấm sâu vào lõi sợi vải, giúp giặt sạch sâu hơn và quá trình giặt xong không để lại cặn. Đến cuối chu kỳ rũ cuối cùng nó sẽ xả nước vào ngăn chứa comfort. Còn nếu bạn giặt quần áo khá bẩn hoặc là quá nhiều thì bạn cho thêm một chút xà phòng vào ngăn phụ và khởi động cái chương trình giặt sơ pre-wash. Nó sẽ giặt qua một chút bằng xà phòng loãng rồi mới đi vào giặt chính, rồi 2 lần rũ và 1 lần vắt khô. Sau khi bạn đã xong cái thao tác đổ hóa chất rồi, bắt đầu bạn lựa chọn cái chương trình giặt phù hợp với cái chất liệu quần áo mà bạn đã đưa vào trong lồng giặt. Đấy, cái trước kia tôi đang cho nó chạy chế độ vắt tốc độ 1.200 vòng vắt một phút và cố tình để một cái ly nước ở trên để các bạn cảm nhận độ yên tĩnh của nó đấy. Đang tốc độ vắt tối đa. Phòng của tôi không đạt tiêu chuẩn cho nên là không kiểm chứng được cái độ ồn mà chỉ kiểm tra được cái độ rung lắc thôi. Tôi hướng dẫn tiếp. Khi chọn chương trình giặt, các bạn sẽ thấy dòng máy giặt này có 15 chương trình giặt. Khi giặt quần bò hoặc là khăn tắm, các bạn chọn chế độ giặt cốt tông và nó có thể giặt tối đa được đúng full tải công suất thiết kế. Và 5 chương trình tiếp theo, giặt đồ hỗn hợp, giặt nhiều loại quần áo khác nhau, đồ mỏng tức là giặt sơ mi áo phông, đồ giường ngủ là giặt chăn, ga trải giường, vỏ gối, đồ thể thao co giãn, thì 4 chương trình này chỉ giặt được khoảng 3 đến 4 kg. Các bạn lưu ý để tránh giặt quá tải. Rất nhiều người nghĩ rằng cứ máy giặt 9 cân là chương trình giặt nào cũng 9 cân. Không phải. Dẫu 9, 10, thậm chí 12 kg thì chỉ chương trình giặt cốt tông các bạn mới giặt được tối đa. Còn sang chương trình giặt tổng hợp chẳng hạn thì kể cả 9 hay 12 kg cũng chỉ giặt được 4 kg thôi. Các bạn đừng giặt cưỡng bách, cưỡng ép. Đó. Còn chương trình giặt tiết kiệm Energy Saving, đây là máy sẽ vận hành làm sao để giảm thiểu cái tiêu thụ điện năng ít nhất, thì dòng máy này nó đã công bố một kết quả kiểm định hiệu suất năng lượng chỉ 18,7 Wh trên kg. Chương trình làm sạch lồng giặt Top Clean, đây là chương trình giặt không tải không xà phòng nên sử dụng thường xuyên hàng tuần. Mỗi tuần một lần bạn chọn chương trình vệ sinh lồng giặt, máy xúc rửa từ trong ra ngoài. Nếu những cái máy giặt trên mà bạn đang dùng không có chương trình này thì bạn giặt cái chương trình cốt tông như tôi vừa hướng dẫn đầu tiên. Chương trình vắt dành cho bỏ đồ ướt vào và vắt cho nó khô. Chương trình rũ xả và vắt là cái đồ mà bạn giặt xà phòng bằng tay bên ngoài cho vào đây rũ sạch xà phòng và vắt khô. Chương trình giặt đồ em bé, đây là một chương trình áp dụng khi giặt những cái đồ của trẻ sơ sinh, nó hay vệ sinh ra quần áo
hoặc là trẻ nhỏ hay nghịch đất cát và chơi với thú cưng. Thì khi bạn chọn chế độ giặt đồ em bé thì nó sẽ gợi ý giặt nước 40 độ C và bạn khởi động chương trình tiêu diệt vi khuẩn Hygienic Care này lên. Đến cuối chu kỳ giặt nó sẽ hấp, nó sẽ xông hơi nước nóng 60 độ C hấp quần áo trong 30 phút giúp tiêu diệt sạch vi khuẩn nấm mốc, tác nhân gây dị ứng có trong lông thú và phấn hoa. Còn đối với những cái loại vải nhạy cảm có nguồn gốc xuất xứ tự nhiên, có nhu cầu bảo vệ chăm sóc giữ form, ví dụ như là đồ len lông cừu, đồ lụa tơ tằm hoặc áo lông vũ, bạn chọn sang chương trình giặt đồ len. Chương trình này chỉ tối đa cho phép giặt 2 kg. Trên thị trường thì máy giặt nào cũng có chương trình giặt đồ len này, nhưng đây là dòng cao cấp. Nó có cái hay ở chỗ nó có một cái kết quả kiểm định Unmax Blue, là hoàn toàn có thể giặt được những trang phục có cái tem cảnh báo chỉ giặt bằng tay. Nó đem lại kết quả chăm sóc trang phục không thua kém gì so với giặt tay. Đây là một cái điều chỉ những dòng cao cấp mới có. Còn đối với những quần áo công sở mặc hàng ngày ít bẩn, nếu chỉ giặt 1 đến 2 bộ, bạn chọn chế độ giặt nhanh 15 phút. Nếu giặt 3 đến 4 bộ, chọn 39 phút. Còn nếu giặt từ 4 bộ trở lên, chọn chương trình giặt 60 phút. Các bạn lưu ý mỗi chương trình nó đều có khống chế một cái khối lượng giặt tối đa cho phép để tránh giặt quá tải. Đối với máy giặt lồng ngang, điều tối kỵ nhất là giặt quá tải và để trong môi trường ẩm ướt, ví dụ như nhà tắm, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng máy. Đấy, chiếc máy kia đã kết thúc cái giai đoạn vắt 1200 vòng vắt một phút rồi ạ. Các bạn thấy cái ly nước nó vẫn đứng im đúng không ạ? Sau khi bạn chọn xong cái chương trình giặt thì bạn chọn tiếp cái chế độ các cái option topping đi kèm. Nó bao gồm chọn nhiệt độ nước. Một mẻ giặt cơ bản sẽ gồm 4 quá trình, 1 lần giặt xà phòng, 2 lần rũ và 1 lần vắt. Nếu bạn chọn chế độ giặt nước nóng, nó sẽ tự hâm nóng vài lít nước đầu tiên để sử dụng trong giai đoạn giặt chính. Còn khi đi và rũ, nó lại giặt nước rũ bằng nước mặc định. Tốc độ vòng vắt, ok các bạn biết rồi. Chế độ giặt hơi nước, tức là vừa xông hơi nước nóng ở cuối chu kỳ giặt tiêu diệt vi khuẩn tôi vừa giải thích xong. Chế độ giặt sơ áp dụng khi bạn giặt khá nhiều quần áo hoặc quần áo khá bẩn, bạn cho thêm xà phòng vào ngăn giặt phụ. Đây ạ, thì nó sẽ xả nước vào đây, giặt qua trước rồi mới đi vào giặt chính giúp giặt sạch hơn. Và nếu bạn sử dụng cái chế độ giặt sơ thì bạn nên khởi động thêm chương trình rũ xả một lần extra rinse. Nó sẽ thay vì rũ 2 lần, nó sẽ rũ thành 3 lần giúp sạch cả bọt xà phòng. Sau khi bạn chọn xong các cái topping thì bạn có thể thêm một chút là điều chỉnh tăng giảm thời gian giặt, nhưng trong một mức cho phép nào đấy thôi. Trì hoãn hẹn giờ khởi động hoặc giờ kết thúc và bấm nút chạy máy. Nếu bạn để quên đồ giặt mà muốn cho thêm, đối với máy giặt lồng đứng thì bạn cho thêm bất kỳ lúc nào cũng được. Nhưng với máy giặt lồng ngang, vì nước nó lên rồi thì bạn không thể nào cho thêm được nữa. Thì nó chỉ cho phép từ 5 đến 15 phút đầu tiên, tùy từng cái chương trình giặt khác nhau, bạn mới có thể tạm dừng để mở cửa ra và cho thêm đồ giặt rồi ấn thêm nút khởi động. Còn đây là nút bật tắt nguồn điện. Sau khi một mẻ giặt kết thúc, các bạn lên để một cái khăn sạch ngay trước cửa máy giặt như thế này. Sau khi mẻ giặt kết thúc, bạn mở cửa ra, hãy lau sạch cái răng cao su này đi, bởi vì nó có thể bám dính một chút bọt xà phòng cũng như bụi sơ vải vụn, rồi mới lấy quần áo ra. Sau khi lấy quần áo ra rồi, bạn đừng đóng cửa quá kín như thế này, nó sẽ bị hấp hơi, và cũng đừng mở toang cửa ra. Côn trùng hoặc thú cưng nó có thể chui vào trong lồng giặt, bạn nên để khép cửa như thế này. Mỗi tháng một lần các bạn nhớ kiểm tra xem cái máy giặt của mình nó có bị cập kênh không. Khi bạn mua máy mới thì các cái đơn vị uy tín họ đã cân chỉnh cho bạn bằng phẳng rồi. Bởi vì 4 chân máy giặt là 4 chiếc bu lông vận chỉnh lên xuống, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Thì khi trong quá trình sử dụng lâu ngày nó có thể bị lên xuống 1 gen. Và khi máy vắt hàng nghìn vòng 1 phút nó sẽ bị cập kênh. Vì thế các bạn cần phải cân chỉnh lại khoảng 1 tháng một lần. Sau khi cân chỉnh lại, các bạn tiếp tục vệ sinh cái bơm xả này đi. Lồng máy giặt bao gồm 2 lớp, 1 lớp có lỗ thủng, các bạn nhìn thấy đây, và một lớp bao bọc cách ra khoảng 1 cm là một lớp nhựa kín. Giữa hai lớp có một cái chôn.
Khi nó giặt xong, nó đã có bơm đẩy vọt cái nước bẩn ra ngoài rồi. Nhưng những cái sạn to nó sẽ đọng vào cái chỗ đấy. Và lâu ngày các bạn phải mở ra xả vệ sinh cái này đi. Đó. Nếu bạn thấy cái máng xà phòng này nó bẩn, các bạn cũng rút ra cọ rửa bằng bàn chải. Sau đó lại tiếp tục giặt một mẻ vệ sinh lồng giặt. Nếu bạn quá lâu ngày không vệ sinh mà cảm thấy máy có mùi hôi giặt không sạch, thì bạn giặt chương trình vệ sinh lồng giặt nhưng đổ thêm vào lồng giặt khoảng 1 lít giấm ăn để nó xúc rửa sạch các cái oxit nó bám vào mặt sau của cái thành lồng giặt này. Chứ còn cái mặt trong này thì lúc nào nó cũng sáng bóng. Thì đấy là những cái thao tác đơn giản mà tôi gợi ý rất chi tiết để vừa giảm độ ổn rung lắc, tăng hiệu quả giặt sạch cũng như là tăng độ bền cho máy.